Xin chào các bác, Ngọc Uyển Shop Hải Phòng bên em nay lại tiếp tục lên 1 lít ấm bãi đun từ các bác nhá. Ấm bãi đun từ và có duy nhất một em màu xanh kia là em ấy đun ga, không đun được từ đấy ạ. Rồi hôm nay em lên là đồng giá 200.000. Có dung tích dao động từ 2 lít 2 đến 2 lít 3, 2 lít rưỡi. Và có em màu xanh đun ga kia em ấy được 3 lít. Bây giờ tất cả lốc sáng quắc các bác nhá, sáng hãng còn rất mới và đẹp luôn. Bây giờ em vào chi tiết từng em một, ruột bên trong rồi đáy ấm rồi lắp vung nhựa các thứ xem nó có bị vỡ không nhá. Em vào em đầu tiên là em mã số 23, em này ruột bên trong đi ạ, đồng giá 200.000 các bác nhá. Em này có còi này, em đã test tất cả là nó đun từ hoặc không đun từ nhá các bác nhá. Có kêu hay không kêu các bác yên tâm nhé. Mỗi lần giao hàng đến cho tay cho khách này em phải test cái còi xem nó có kêu không thì em mới dám giao các bác ạ. Như em này dung tích của nó rơi vào tầm 2 lít 2 các bác nhé, 200.000 các bác này. Đun cái này còn nhanh hơn các bác đun cái bình siêu tốc ấy. Bình siêu tốc đun thì tốn điện hơn, cái này bác cho lên bếp có bút đun thì cái đáy của nó mỏng mà. Đun một ấm trà hoặc một cốc cà phê các bác đun một tí thôi là nó khắc sôi à. Em thấy cái này nó rất là tiện này. Có khách các bác đun nhanh lắm. 200.000 các bác nhé, mã số 23. Đấy, em lên em tiếp theo. Em này thì không có còi nhưng anh các bác nhìn cái miệng của nó rất là xinh luôn. Đẹp chưa? Để cho các bác nhìn từ xa rất là đẹp đấy. Đặt cái ấm này lên cái bếp trông nó sang chảnh. Các bác nhìn nắp vung này. Ruột bên trong đây các bác nhé, sạch đẹp này. Bên này bên trong nó còn có vân gờ này, sạch sẽ. Bên em hàng em vệ sinh sạch sẽ các bác nhìn đấy, nồi đáy ấm này. Con này nó rất là độc và lạ luôn đấy, đẹp luôn các bác nhìn này. Mã số 27 có số 200.000 thôi, chỉ có 200.000 một em, 30.000 ship toàn quốc các bác nhé. Em tiếp theo là mã số 25 cũng 200.000, có còi ú. Ruột bên trong đẹp, sạch sẽ nhé, còi rất ok, đáy nồi này. Mã số 25 ạ. À, nên tiếp theo là mã số 13. Đây, ruột bên trong đây, còi không vỡ, con nào vỡ biết là em loại luôn bác nhé, các bác cứ yên tâm. Nếu mà do vỡ thì chỉ là do vận chuyển đến tay các bác dùng thôi. Còn đâu hàng của bên em ở bên này là tất cả vỡ là em loại hết, nên các bác yên tâm. Khi nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng vỡ thì các bác có quyền hoàn lại. Hoặc các bác sử dụng, cố tình sử dụng được thì em sẽ trừ ngược tiền lại cho các bác, nên các bác không phải lăn tăn vấn đề gì. Em lên một em tiếp theo mã số 11 cũng 200.000. Bỏ này lại nhé, chặt quá. Em lên em xã số 15 có giá 200.000, còi ú. Em này có dung tích khoảng tầm 2 lít 2 các bác nhé. Nay đa số là tầm 2 lít 2, 2 lít 3. Tầm 2 lít 2 này. Em này cũng khoảng tầm 2 lít 3 này. Số 13 này. Nó bọn này cũng tầm 2 lít 2 đây này. Em lên tiếp một em số 10. Rửa bên trong này. Như em này là make in Japan luôn á. Đấy, make in Japan luôn các bác nhé. Vài chiếc sạch đẹp luôn, make in Japan. Cũng chỉ có giá 200, em lấy mã số 10 bác nhé. Em này mã số 9 này, 200.000 này. Vuông nó chặt này khi mình rót nó không bị tuột vung các bác. Khi mình rót như này này, nó tránh hiện tượng nó tuột vung, nó bốc hơi theo tay. Nên là vung bọn này nó thiết kế rất là chặt. Em này mã số 9 các bác nhé. Cũng khoảng tầm 2 lít 2, 2 lít 3 đấy ạ. Em này mã số 22. Em này là miệng rộng này, không có còi nhé. Đấy, miệng này
rất là xinh. Em rửa bên trong ấy. Ok luôn nhá. Đây là em lên em cuối cùng là em này. Em này thì dung tích được 3 lít, màu rất lạ độc, 3 lít các bác nhìn này. Đấy nó ghi 3 lít đấy. Cu cu vừa xeo đấy. Đấy nồi ăn rất là ok, đáy ấm ok. Em này 3 lít cũng có còi ú nhưng mà rất tiếc không đun được từ các bác nhé. Đun ga. Cái này như kiểu ấm nhôm. 3 lít nhưng mà đun ga. Rồi em lên được 2, 4, 6, 8, 9 em. Đấy, được 9 em các bác nhé. 2, 4, 6, 8. Mã số 15, mã số 10, 26, 13, 25, 9, 22, 23 và 27. Đấy, được 9 em. Dung tích từ 2 lít 2, hầu như là 2 lít 2, 2 lít 3 bác nhá. Chỉ có một em duy nhất màu xanh là 3 lít mã số 26 nhưng mà lại đun ga. Rồi các bác ưng em nào các bác chốt gửi vào Zalo số điện thoại 0934230664 giúp em. Xin chào các bác ở các video sau.